Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một cửa hàng có 6.450 lít dầu đã bán được 1/3 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn hãy chọn vào ô trống, sau đó chọn số tích hợp ở khung bên cạnh nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Cảm ơn quý vị đã xem, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em, cháu.